Rồi, dạ vâng. Lời đầu tiên cho shop em phụ kiện bẫy chim đêm xin kính gửi lời chào đến toàn thể các bác. Ngày hôm nay shop em lại giới thiệu cho các bác cái mẫu, các mẫu loa nhé, mẫu loa toa, toa nhé, và các mẫu âm ly. Và sau hôm nay trong video này em sẽ giới thiệu test thực tế các cái mẫu loa toa Indo và cái đầu âm ly 263B cho các bác nhé. Trước khi giới thiệu em cũng nói qua về phương thức giao dịch bên em để nhiều bác mới vào kênh thì các bác tiện theo dõi nhé. Bên em ở một shop bán hàng online uy tín nhé, ship hàng COD trên toàn quốc, quyền lợi các bác mua hàng bên shop thì các bác được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm các bác mới phải thanh toán bên shipper nhé. Rồi cũng không để các bác chờ đợi lâu nữa thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về các dòng mẫu âm ly và mẫu loa toa nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho bác cái dòng mẫu âm ly trước nhé. Dòng mẫu âm ly đó, đó là mẫu đầu tiên em giới thiệu cho bác ở dòng mẫu âm ly son 288 nhé. Đấy. Trên thị trường các bác tìm kiếm cái dòng này rất là nhiều nhé. Bên em hiện tại shop ấy, nhập số lượng rất chi là nhiều nhé. Bác nào quan tâm thì hãy theo dõi đến cuối video nhé, để em giới thiệu tất cả các dòng âm ly hay là báo giá chi tiết cho mình nhé. Cái mẫu son 288 3 in 1 này làm tất cả bằng hợp kim nhé, hợp kim nhôm. Loa này cực trâu bò luôn nhé, cực bền luôn, rất chi là xịn sò, nhỏ nhắn, gọn gàng. Mình đi bẫy chim rất chi là ok nhé. Tiếng của nó cực to và tròn tiếng nhé, vang cực xa luôn. Đấy, cái mẫu âm ly son 288 này thì bên shop đang bán với giá là 550.000 nhé, 550.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác. Sau đây là cái mẫu mẫu âm ly 268B này nhé, mẫu âm ly 268B. Đấy, mẫu cải tiến mới nhất năm 2022, có vào Bluetooth các bác nhé. Đấy, chia xịn sò. Công suất của nó 300W nhé, 300W. Cũng các bác đánh chim cũng không cần loại đắt tiền đâu, loại này khá là ok nhé. Các bác bẫy chim tiếng của nó cũng cực kỳ to và trong nhé, cực kỳ to và trong. Đây, sẵn tí nữa em sẽ test thực tế cho các bác về tiếng của loa âm ly 263B này nhé. Đấy, số lượng bên em nhập rất chi là nhiều. Còn đây là mẫu loa toa cực kỳ xịn sò. Cái mẫu sản phẩm này các bác phục vụ các bác bán hàng rong nhé, hoặc các bác vẫy chim. Đấy, các bác nào mà cần bán hàng rong thì các bác chỉ cần đây, cái loa này đi kèm thêm một cái dây rắc nhé. Các bác cắm vào dây rắc này và kết nối bình của mình nhé. Đấy, kết nối bình ắp quy của mình, các bác bán hàng rong này, đấy, bán cả ngày không lo nhé, không lo hết pin. Đây, phát âm, phát ghi âm này, phát lại này, đấy, mở tắt nhịp điệu, ấn nút giữ bài nhé, nút giữ bài đấy các bác. Cái này thì các bác không cần âm ly nhé, các bác cắm USB thẻ vào đây các bác có thể chạy nhé. Đấy, bật nhạc này, bán hàng rong bật nhạc hay là các bác bẫy chim nhé. Các bác mà không cần âm ly thì bác lên tham khảo cái mẫu này nhé. Đấy, cực kỳ xịn sò. Mẫu toa này là 10W nhé, giá của nó là không cần âm ly, cắm trực tiếp vào loa vào thân loa luôn, giá là 450.000 đã bao gồm cước phí cho các bác nhé. Còn đây là cái mẫu loa toa Việt Nam hàng 10W, 10W này, loa toa Việt Nam 10W nhé, chất lượng cao đấy. Đi theo nó sẽ có dây về, mình chỉ việc đấu thôi các bác nhé. 10W này là 400.000 một đôi nhé, hai chiếc luôn nhé. Còn đây là cái mẫu mẫu âm ly, à mẫu
là toa Indo nhé, Indo đấy, các bác nhận hàng các bác cho các bác check mã vạch thoải mái nhé, hàng chuẩn, hàng Indo luôn các bác nhé. Đấy, tất cả bằng hợp kim nhôm cực kỳ xịn sò. Và sau đây em sẽ test thực tế về cái mẫu loa toa và cái mẫu âm ly 263B này nhé. Đấy, cho bác thẩm thấu nhé. Đây, các bác bật bật lên giúp em nhé, các bác bật điều khiển lên giúp em. Đấy. Đấy, các bác nghe tiếng. Đấy. Cái loa này em bao xa cho các bác tầm 2 đến 3 km nhé, cây số 2 đến 3 cây số nhé. Đây em cho nhỏ nhé. Đấy. Em cho mức độ nhỏ nhé. Đấy, mình chỉnh bát nhé. Chỉnh volume này, tận volume này, to nhỏ nhé. Mình chỉnh theo volume này nhé. Đấy, các bác chỉnh bát, chỉnh chét đây. Các bác chỉnh bát, chỉnh chét đây giúp em nhé. Đấy. Bác nào quan tâm đến mẫu sản phẩm thì hãy liên hệ đến số điện thoại của shop nhé. Em để trên tiêu đề một video ngắn em làm đây. Xin được chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Xin chào.